Chương 60: Thế giới tu chân. Thời Sinh đưa Lâm Nhất Nhất đến trước mặt Phượng Tử, Lâm Nhất Nhất vẫn còn đang tiêu hóa lời răn dạy của Thời Sinh, không để ý trước mặt bỗng nhiên có thêm một người, cho đến khi nàng ta bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy ra, mông chạm đất rồi mới sững sờ nhìn về phía trước. Phượng Tử nắm lấy tay Thời Sinh, thần sắc khó chịu nhìn Lâm Nhất Nhất. Ánh mắt đó nhìn Lâm Nhất Nhất đến mức làm cho nàng ta tê dại cả da đầu, luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trán, toàn thân mềm nhũn, nỗi sợ như thủy triều dội thẳng vào lòng nhấn chìm nàng. Huynh làm gì vậy? Thời sinh chừng mắt, đây là sư điệt của ta, là sư điệt đó, huynh có hiểu không? Cô ta không được phép chạm vào nàng. Âm sắc phượng từ khẽ lạnh, Lâm Nhất Nhất nghe vậy càng thấy run sợ hơn. Sư phụ cứu mạng, ở đây có tên biến thái. Thời sinh cho mày, nếu cô còn nói lý với hắn, chắc chắn là không có kết quả gì, không chừng còn khiến Lâm Nhất Nhất phải gặp họa. Chi bằng để Lâm Nhất Nhất chịu ấm ức một chút vậy. ấm ức một chút, ít ra còn giữ được mạng sống. Nếu đổi lại là trước kia, e rằng Lâm Nhất Nhất đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Trở về thiên tận phong, cả người Lâm Nhất Nhất bổ nhào vào trong lòng Bạch Lang, run lẩy bẩy, bộ dạng như bị dọa đến kinh hồn bạt vía, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rụi rụi trong lòng Bạch Lang. Thời sinh bất lực vỗ vỗ lên chán, con bé háo sắc này. Phượng tử đang chăm chú nhìn Lâm Nhất Nhất, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời sinh chào hỏi qua rồi đi tìm Ngọc Tiêu, để phượng từ an phận đứng đó đợi phượng từ dĩ nhiên đồng ý nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo bạch lang và lâm nhất nhất tên này không phải đang định nhân lúc cô rời đi thiêu trụi lâm nhất nhất luôn đấy chứ nghĩ đi nghĩ lại thời sinh vẫn quyết định đưa phượng từ đi cùng cỗ máy giết người hình người này phải luôn mang theo bên mình thì tốt hơn ngọc tiêu thấy thời sinh trở về thì không hề thấy bất ngờ ngược lại còn rất hứng thú với phượng từ hai người đàn ông nhìn nhau thâm tình bầu không khí vô cùng hòa hợp bản cô nương đây vào nhầm phim trường rồi sao Sư phụ nhà người ta thấy đồ nhi dẫn nam nhân về nhà chẳng phải là nên không nói một lời đã đánh luôn sao. Hai người này không lẽ kết nhau rồi. Thời sinh kiên nhẫn chờ đợi đủ 5 phút, Ngọc Tiêu mới thu lại ánh mắt, tiểu thù, con nhặt nam nhân này ở đâu về vậy? Thời sinh, hôm nay sư phụ uống nhầm thuốc rồi sao? Cái khí chất cao quý lạnh lùng đi đâu mất rồi? Sao người có thể dùng từ nhặt, được chứ, thật là mất mặt. Sư phụ, có vấn đề gì sao? Thời sinh thấp thỏm, biểu hiện này của Ngọc Tiêu là sao chứ? Ngọc Tiêu lại nhìn Phượng Tử, thần sắc vẫn lạnh lẽo như lúc đầu, ta có chuyện cần nói riêng với tiểu thù, vị công tử này, xin mời ra ngoài đợi một lát được không? Phượng Tử lập tức cảm thấy không vui, thời sinh nhanh chóng qua vỗ về mấy câu, hắn mới đi ra ngoài với vẻ mặt không hề thoải mái. Ngọc Tiêu giơ tay tạo kết giới, tiểu thù, người này tuy rằng mệnh cách cổ quái, nhưng lại là đạo lữ tốt nhất đối với con. Đợi chút đã. Sư phụ, người đang nói gì vậy? Cái gì mà đạo lữ tốt nhất? Còn sư đồ luyến thì sao? kiểu ngữ khí như đang dặn dò con gái này là sao chứ ngọc tiêu chậm rãi nói rất lâu thời sinh nghe xong thì cả người đều như mơ hồ chỉ vừa mới gặp gỡ vị sư phụ này đã đem cô đi bán rồi bán bán thật rồi y, y. tiểu thù mệnh cách con như vậy nếu ở bên hắn ta có lẽ còn có một con đường sống ngọc tiêu thở dài sư phụ chỉ có thể giúp con được chừng đó con cứ suy nghĩ kỹ đi suy nghĩ gì chứ sư phụ vừa nói gì chứ ta không nghe rõ thời sinh bị Ngọc Tiêu đuổi ra ngoài trong mơ màng, trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò, tiểu thù, giờ ngọ ngày mai cùng vi sư lên chủ phong,